Chiều 28 tháng 8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua thôn 3, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Chiếc xe tải lấn làn tông thẳng vào hông xe khách lưu thông theo chiều ngược lại, lật ngang xuống đường, khiến nhiều hành khách trên xe bị thương. Thông tin ban đầu, chiếc xe tải chưa rõ người điều khiển, lưu thông trong điều kiện trời mưa trên quốc lộ 14, hướng đi tỉnh Đắk Nông, đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến thôn 3, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, xe bất ngờ lấn sang làn đường đối diện, tông thẳng vào xe khách đang chở hàng chục hành khách, lưu thông theo chiều ngược lại. Cú tông mạnh đã khiến chiếc xe khách bị lật ngang sang bên đường. Nhiều hành khách trên xe bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Vụ tai nạn đã khiến chiếc xe khách hư hỏng nặng, chiếc xe tải hư hỏng phần đầu. Vụ tai nạn cũng khiến quốc lộ 14 kẹt xe kéo dài. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.